HVM, 70 tuổi, Hải Dương, vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội vì khó thở, chóng váng, đánh chống ngực. Qua thăm khám và làm xét nghiệm cần thiết, bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị nhanh thất dai dẳng, cơn bão nhanh thất, theo dõi do viêm cơ tim cấp. Theo lời kể của người nhà, ông M xuất hiện những cơn chống ngực, khó thở, gia đình đã đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương để điều trị, nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Bệnh nhân được chuyển đến khoa nội tim mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tại khoa nội tim mạch bệnh nhân được nhiều loại thuốc chống loạn nhịp sốc điện chuyển nhịp nhiều lần tuy nhiên quá trình điều trị gặp nhiều khó khăn cơn nhanh thất của bệnh nhân kéo dài liên tục trên một tuần và thường xuyên tái phát bệnh nhân tiến triển nặng dần không đáp ứng thuốc và sốc điện suy tim cấp tính huyết áp tụt sốc tim Ông M tiếp tục được hội trần viện tim mạch khẩn trương phối hợp cùng khoa hồi sức tim mạch sử dụng hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể. Sau vài ngày điều trị, tình trạng lâm sàng của ông Mờ cải thiện, nhịp tim ổn định. Tuy nhiên, một ngày sau đó, bệnh nhân lại xuất hiện những cơn nhanh thất dài dẳng trở lại. Bệnh nhân tiếp tục được sử dụng thuốc chống loạn nhịp, điều trị suy tim tích cực và cấp cứu sốc điện chuyển nhịp thành công. Sau gần 3 tuần điều trị với 20 lần sốc điện, bệnh nhân đã hết cơn nhanh thất, tình trạng suy tim cải thiện rõ rệt và được xuất viện. Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Duy Thành khoa nội tim mạch cho biết, nhịp nhanh thất là một rối loạn nhịp nguy hiểm, có thể gây ra hụt huyết áp, suy tim cấp, sốc tim, thậm chí đe dọa đến tính mạng. Bệnh nhân có từ 3 cơn nhanh thất tái phát trong vòng 24 giờ được gọi là cơn bão nhanh thất, loại loạn nhịp rất nguy hiểm, hay nhờn với thuốc điều trị cần phải tiến hành nhiều biện pháp tích cực. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Trường Sơn, chủ nhiệm khoa Nội tim mạch cho biết, cơn bão nhanh thất xuất hiện có thể do thiếu máu cơ tim, viêm cơ tim, ngoài ra có thể do một số yếu tố khác thúc đẩy bao gồm rối loạn điện giải, nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, sử dụng một số loại thuốc với nguyên nhân thiếu máu cơ tim việc điều trị tái tế máu cấp cứu đóng vai trò quyết định để cứu sống người bệnh tuy nhiên nếu do nguyên nhân viêm cơ tim thì điều trị rất khó khăn phải thực hiện nhanh chóng kịp thời phối hợp nhiều biện pháp thậm chí an thần thở máy và sử dụng hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể như bệnh nhân này